Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm nay, mặt hàng da giày luôn đứng ở vị thế cao trong bảng thành tích xuất khẩu của Việt Nam. Theo số liệu thống kê, Việt Nam nằm trong top 4 nước sản xuất giày dép lớn nhất thế giới về số lượng, đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, nhưng là nước đứng thứ 3 trên thế giới về trị giá sau Trung Quốc và Italia. Cho đến nay, sản phẩm giày dép của Việt Nam đã xuất khẩu tới trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. Giày dép Việt Nam tiếp tục tăng thị phần và đứng vị trí thứ 2 sau Trung Quốc. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam đạt 5,85 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm và những tháng tiếp theo thì theo tôi nghĩ là cái kế hoạch của Bộ Công Thương giao cho ngành da giày chúng tôi năm nay xuất khẩu cái khả năng mà đạt 14 đến 14,5 tỷ đô la là trong tầm tay. Nhưng năm nay nó có một cái thú vị hơn, tức là chúng tôi tiếp tục là những cái doanh nghiệp thặng dư trên 50%. Để hỗ trợ cho ngành da giày những bước đệm vững chắc, nắm bắt được cơ hội mà các hiệp định thương mại đã và đang được ký kết đem lại, mới đây triển lãm quốc tế về ngành da giày đã được tổ chức. Triển lãm này là một kênh xúc tiến thương mại hữu hiệu cho ngành da giày. Nhiều chủng loại máy móc, những công cụ tiên tiến nhất trong ngành da giày và các loại nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành này của các nhà sản xuất trong và ngoài nước đã được trưng bày và giới thiệu. Cái hội chợ lần này là một hội chợ theo như chúng tôi nghĩ là Hiệp hội da giày tổ chức là tương đối thành công. Vì sao? Trên 300 doanh nghiệp và trên 600 gian hàng đã phủ kín. Đây tức là một cái tín hiệu tốt cho ngành công nghiệp da giày và túi xách Việt Nam. Sau khi cái hiệp định mà xuyên Thái Bình Dương của chính phủ và các hiệp định khác nó phát huy tác dụng thì cái ngành công nghiệp này chúng ta tăng trưởng trung bình từ 15 cho đến 20% là hoàn toàn trong tầm tay. Tại triển lãm này, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận với những công nghệ thiết bị mới, ngành da giày Việt Nam có thêm cơ hội kêu gọi đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành da giày để có thể chủ động hơn trong chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu, nâng cao giá trị gia tăng và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập ngoại. Trong cái thời gian tới là nâng cao hơn nữa cái tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày, đặc biệt là cái khâu mà thuộc da, và chúng ta cũng đang chuẩn bị là hướng tới là để đón nhận các cái hiệp định song phương và đa phương đã ký và sắp ký, cho nên ấy là cũng kêu gọi các cái đầu tư cho ngành nguyên phụ liệu. Và thứ hai nữa là bản thân cũng là kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn đầu tư cho các nguyên phụ liệu để đáp ứng được cái cung ứng cho cái đầu ra, cái đầu sản phẩm cuối cùng của ngành da giày. Bên cạnh việc tổ chức triển lãm, còn nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ cho ngành da giày như các hội thảo, hội nghị chuyên đề, mời các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến tham quan và làm việc tại Việt Nam. Hiện nay thực ra mẫu mã và chất lượng của sản phẩm nội của chúng ta rất là đẹp, nhưng mà người tiêu dùng vẫn chưa nhận dạng được nhiều. Thế cho nên là tới đây thì Bộ Công Thương là triển khai cái chương trình nhận diện thương hiệu của Việt, thì chúng tôi cũng sẽ đưa những cái thương hiệu của da giày vào thì trong cái chương trình để mà quảng bá những cái hình ảnh và sản phẩm của mình và truyền những cái thông tin những cái sản phẩm của mình đến người tiêu dùng để người tiêu dùng biết hơn về các cái sản phẩm mà Việt Nam chúng ta về da giày đã sản xuất được. Việt Nam đã và đang ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương, sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành da giày. Do đó, việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để tăng cao khả năng xuất khẩu cho ngành này là rất cần thiết. Bên cạnh đó, thì việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành da giày cũng là một việc làm hết sức quan trọng. Hy vọng một tương lai không xa, ngành da giày Việt Nam sẽ phát triển mạnh cả về chất và lượng.